Hello, xin chào tất cả các anh chị. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên hợp tác xã Gia Phúc Sen. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị một mẫu dao có vỏ, một mã dao mới bên em thì cũng vừa ra lò thôi. Đấy, cây này có mã là G11, một mẫu dao chuyên để thái này, lọc này, ngoài ra thì có thể gọt hoa quả. Đó, thì em sẽ rút cái lưỡi dao để các anh chị có thể nhìn rõ hơn nhá. Đó. Đây ạ. Đây, cây này thì có chiều dài lưỡi 16 cm. Bản rộng khoảng 3,5. Đó, bản rộng 3,5. Và đây các anh chị có thể thấy này, lưỡi sống dao sẽ dày 1,5 ly. Rất thích hợp để thái gọt này, cắt hoa quả này. Ngoài ra khi mà mình đi rừng, đi picnic thì mình có thể lựa chọn cái mẫu dao này. Đó, rất là tiện. Đấy, bỏ túi, bỏ ba lô đều rất là tiện ạ. Không sợ là bị cứa hỏng đồ hay là đấy, mà còn rất an toàn. Đấy, thì anh chị nào mà mình quan tâm cái mẫu dao này thì có thể để lại số điện thoại dưới comment hoặc gọi cho em theo số 0987 240 733 để được tư vấn chi tiết hơn các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.